thường biết tôn kính khiêm nhường trí tốn và đi hướng đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao. Thượng ấn thượng hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là cao thượng sống phàm hành thấy được vì đứng mô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân hay được an toàn là phúc lành cao thượng. Mô Buddhaya, từ mẫn người, hôm nay là cái ngày của Lan Gia Nguyệt làm tri chúng, thành ra hôm trước nghe Lan Gia Nguyệt là nhờ từ mẫn điền khuyết dùm đó. Mời từ mẫn cầm bích nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con Từ Mẫn. Con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con cúi đầu đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và kính chào. Dạ, kính chào quý chư đạo hữu. Dạ, con xin cúi đầu đảnh lễ Thượng Ngài Tệ Siêu ạ. Dạ, Đại Đức Pháp Tính. Hôm nay con xin làm chỉ chúng. Dạ. Nam Mô Buddhaya, đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên Phao Thoát. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ PM tối. Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York từ 9 giờ đến 11 giờ chiều. New York 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali từ 6 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Từ Mẫn thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2019, Phật lịch 2563, đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Digha Nikaya cho Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 34, Kinh Thập Thượng Dasutta, Dasuttara Sutta, bốn pháp có nhiều tác dụng, sẽ do Thượng Tọa Tệ Siêu dẫn dạy. Con xin sám hối, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn dạy. Dạ. Nam Mô Tha Dạ. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin định Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya. Dạ, con kính sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc hiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngữ. Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ tặng phẩm, tế phẩm, lễ là phước điền vô thượng trong đời.
Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dīgha Nikāya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 34, kinh thập thượng. Dasutara Sutta bốn pháp có nhiều tác dụng, sẽ do thượng tọa đẳng dẫn giải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà giờ này con không thấy thượng tọa Giác Đẳng, và con xin xuống mic. Nam mô Bích Thai giá, dạ con xin điền khuyết cho chị chúng ạ. Chị chúng mới nên có nhiều sự giáp giáp nhờ con. Dạ con, bây giờ thì con chưa có thấy thường tọa Giác Đẳng vào đạo tràng. Con cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu cho chúng con một ý kiến như thế nào ạ. Hôm nay đến ngày giảng của Ngài Tỳ Siêu, và đáng lẽ thì thường tọa Giác Đẳng thì dẫn nhập, nhưng mà bây giờ con chưa thấy thượng tọa Giác Đẳng vào đạo tràng. Con cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu cho con một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ mời đọc bài, rồi mời Từ Mẫn đọc bài nha. Nhật Quỳnh sẽ post bài lên cho Từ Mẫn đọc nha. Dạ sa thú, sa thú xích Nhật Quỳnh. Kinh thập thượng Dasutara Sutta 4.1. Bốn pháp có nhiều tác dụng. Kattaro thamma bahukara. Kattaro thamma phawe tappa. Kattaro thamma barinneya. Kattaro thamma baha tappa. Kattaro thamma hana bhagiya. Kattaro thamma visesa phagiya. Kattaro thamma dukbati viji. Kattaro thamma upade abba. Kattaro thamma apiniya. Kattaro thamma katabba. Có bốn pháp có nhiều tác dụng, có bốn pháp cần phải tu tập, có bốn pháp cần phải biến tri, có bốn pháp cần phải đoạn trừ, có bốn pháp chịu phần tai hại. Có bốn pháp đưa đến thù thắng, có bốn pháp rất khó thể nhập, có bốn pháp cần được sanh khởi, có bốn pháp cần được thắng tri, có bốn pháp cần được tác chứng. Cà ta mê cát ta rô thăm mà bahukara kakatiri kakani batiru ba desa waso sapuri supa nixayo vr at
ta samma ba ni thi bup bê cha ka ta bùn nhàn ta y mê ka ta rô tham ma ba hu ka ra. Một, thế nào là bốn pháp có nhiều tác dụng? Bốn bánh xe trú ở Trung Quốc, thân cận thắng nhân, chánh nguyện tự thân, tạo phước trong quá khứ. Đó là bốn pháp có nhiều tác dụng. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học Ngài Pháp Sư Giác Giới biên soạn 164. Bốn pháp đa tác dụng Bahukara Thamma, tức là bốn pháp tăng ích Khakha. Một, cư trú tại xứ thích đáng Bati Rupa Desawasa, ở chỗ có điều kiện làm thiện. Số 2, thân cận bậc chân nhân Sapuri Supasaya, gần gũi với bậc hiền trí. Số 3, tự lập trường chân chánh Atasamma Panithi, hướng mình theo lẽ chánh. Số 4, từng tạo phước Puppe Kata Bunyanta, làm phước để sẵn đó. Bốn điều này cũng được gọi là bốn pháp tăng ích Khakha, tức là bốn hạnh đức tạo ra nhiều lợi ích tiến hóa. Ở đây danh từ Khakha không dùng theo nghĩa bánh xe vật quay vòng. Chúng con thành kính cung thỉnh Ngài Tệ Siêu Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Buddha. Dạ, con kính Ngài. Nam Mô Buddha. Dạ, kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ chư Thịnh Văn Thị Tiên Phật. Kính chào chư Tùng Đức và kính chào tất cả quý Phật tử. Và kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu qua chương bốn chi pháp, là cái bài học đầu tiên trong bốn chi pháp, đó là bốn pháp đa tác dụng Bahukara Thamma. Bốn pháp đa tác dụng này được nói là bốn pháp chắc chắn, bốn pháp tăng tịnh. Ích ở đây có nghĩa là ích lợi, tăng ích có nghĩa là ích lợi nhiều, ích nhiều quá. Ở đây thưa quý vị, cái chuyện chữ chắc cá ở trong chú giải giải thích với bốn chi pháp này, cái chữ chắc cá không thể mà chúng ta dịch là bốn bánh xe được. Nó tùy theo chỗ chúng ta dịch nghĩa bóng, nghĩa đen. Nghĩa trắng, nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa thật, nó phải tùy theo chỗ mà chúng ta dịch. Chứ không phải bốn bánh xe, nói bốn bánh xe thì không ai hiểu gì hết. Mặc dù chữ chắc cá là bánh xe đó, nhưng mà chúng ta tùy theo. Cái điều thứ hai nữa đó là trong cái chi pháp số 1 là Patiru Patiru Pat De Sawaso,
Chữ hoa xá có nghĩa là sự cư trú. Chữ đề xá là địa phương hay là cái vùng, cái miền. Còn chữ Pati Europa có nghĩa là thích hợp, thích đáng. Nhưng mà không hiểu tại sao ở đây là này, lại dịch là ở Trung Quốc, chúng tôi không hiểu. Người Trung Quốc mà họ nghe cái bài kinh này chắc họ ưng lắm. Nghĩ là chính là Đức Phật này còn và còn kêu ở Trung Quốc. Nó khổ lắm thưa quý vị. Cho nên là chúng ta phải hết sức là thận trọng khi mà chúng ta sẽ từ cái chỗ này chúng ta không thể xài chữ Trung Quốc được. Quý vị đọc ở trong cái bài kinh đó chúng ta sẽ thấy trú ở Trung Quốc nghe nó kỳ quá. Cái chi pháp thứ hai đó là thân cận thắng nhân. Hồi xưa đến giờ chúng tôi chưa có nghe cái từ gọi là thắng nhân bao giờ. Cái chữ Sapurisa, chữ Sapurisa ở đây là bậc chân nhân. Bậc chân nhân có nghĩa là cái bậc hiền trí, cái bậc đức hạnh. Chứ bậc thắng nhân là ai? Yếu nhân thì chúng ta nghe như chữ quyết là tức là yếu nhân. Rồi là con người quan trọng. Còn dịch là thắng nhân thì chúng ta không có nghe được. Chúng tôi không hiểu tại sao mà chi pháp các bạn dịch trường bộ ở đây lạ quá. Chánh nguyện tự thân, câu này cũng khó hiểu được. Chánh nguyện tự thân chữ Atta Samma Panikhi. Atta có nghĩa là tự mình, còn cái chữ Samma Panikhi tức là lập trường chân chánh, gọi là tự lập trường chân chánh hay là hướng mình theo là chánh. Nói vậy. Còn cái chữ Phúc Bê chắc là tập quy như ta đó. Chữ Phúc Bê là trước. Sẵn dành. Nó không có hẳn là cái chữ trong quá khứ. Bởi vì ở đây quý vị thấy nè, nếu là bốn pháp đạt tác dụng, bốn cái pháp tiến hóa đó mà gọi là có tạo phước ở trong quá khứ, vậy làm sao mình biết trong quá khứ mình có tạo phước hay không? Bây giờ mình ngồi mình chờ cái phước trong quá khứ để làm cho mình có sự tiến hóa thì cái trường hợp này nó kẹt quá. Ở đây chứ chút xíu thì chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị từng ý nghĩa một, rồi chúng ta sẽ để ý, chúng ta sẽ lãnh hội pháp. Bốn cái pháp này được gọi là tăng ích. Chữ tiếng Hán dịch là tăng ích, có nghĩa là nó có hai nghĩa. Một nghĩa là nó tăng trưởng cái sự ích lợi, làm tăng trưởng cái sự ích lợi. Thứ hai nữa là vì cái này nó liên với cái kia. Bốn cái pháp này nó phải có cái sự liên đới dây chuyền với nhau, nó liên kết với nhau. Ở trong xứ thích, ở trong xứ thích hợp thì mình sẽ thân cận với bậc chân nhân được, tức là thân cận với người trí được.
Mà khi thân cận với vị trí được đó, thì chúng ta sẽ được dạy dỗ, nhắc nhở, thì chúng ta sẽ có tự lập trường chân chánh. Mà khi tự lập trường chân chánh được đó, thì chúng ta mới tạo phước được. Cho nên nó phải có cái sự liên đới với nhau. Như vậy mới gọi là tâm tích và chắc chắn. Nhưng mà chúng ta không thể nói pháp chắc, bốn pháp chắc cá như là bốn bánh xe được. Và ở đây thưa quý vị, như thế nào là cái pháp đắc dụng thứ nhất là cư trú tại xứ thích đáng? Cái này là chúng ta xài theo cái ý nghĩa dịch từ Pali ra, chứ chúng ta không có xài theo nguyên bản trong kinh Trường Bộ là ở Trung Quốc, trú ở Trung Quốc, chúng ta không xài chữ đó. Này ở cư trú tại xứ thích đáng. Trong chú giải nói rằng tại cái xứ Tàu là cái chỗ thích đáng, chỗ thích hợp. Chỗ nào mà có thể làm cho thiện pháp thì cái đó gọi là Patirupati Sawasa. Cái chỗ nào mà cái địa phương nào, quốc độ nào mà chúng ta có cơ hội gặp các bậc thiện trí thức, bậc chân nhân thì cái chỗ đó là thích hợp. Và cái chỗ nào mà cái sức nào mà ở đó chúng ta có thể dễ dàng để giao du, để thân cận với các vị đệ tử của Đức Phật là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, như vậy thì gọi là Patirupati Sawasa. Thì có nhiều cái cách giải thích như vậy, nhưng mà chúng ta tự trung lại cái ý nghĩa nó như thế này. Trong cái bài kinh Khu Rừng, Đức Phật này có dạy cho các vị tỳ kheo nghe như sau. Này các tỳ kheo, khi một vị tỳ kheo sống ở tại cái khu rừng nào, hay tại cái ngôi làng nào, hoặc tại thị trấn nào, tại quốc độ nào, mà sau khi vị tỳ kheo đó suy xét thấy rằng khi ta sống ở đây mặc dù cái sự tìm kiếm bốn món vật dụng dễ dàng, đi khất thực cũng dễ dàng, nhưng mà khi ta sống ở đây niệm chưa an trú sẽ không được an trú, tâm chưa định tĩnh sẽ không được định tĩnh, lòng hoặc chưa đoạn trừ thì không được đoạn trừ. Khi suy nghĩ biết thấy như vậy là cái chỗ ở đó, cái khu rừng đó, ngôi làng đó, thị trấn đó, mức độ đó không nên ở lâu. Này các tỳ kheo, khi mà sống ở nơi làng mạc, nơi khu rừng, nơi làng mạc, nơi thị trấn, nơi mức độ, một vị tỳ kheo đó xét nghĩ thấy rằng ta sống ở nơi này thật là khó khăn để tìm kiếm bốn món vật dụng, khó khăn thất thực,
Rồi lại thêm nữa là sống ở chỗ này niệm không an trú, tâm chưa định tĩnh và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, thời thấy biết như vậy cần phải bỏ đi ngay lập tức, không có chần chừ gì nữa. Nhưng này các tỳ kheo, nếu ở tại cái khu rừng, vị tỳ kheo ở tại ngôi làng hay ở tại thị trấn hoặc ở tại quốc độ nào đó, mà vị tỳ kheo đó xét thấy rằng là ở tại nơi này, khi ta sống tại nơi này, bốn món vật dụng thật là khó tìm, sự đi khất thực nuôi sống cũng không phải dễ dàng, tuy nhiên ta sống ở đây niệm chưa được an trú, thời được an trú, tâm chưa được định tĩnh, thời được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, thời được đoạn trừ. Như vậy này các tỳ kheo, cái chỗ ở đó cần phải ở lại, không bỏ đi đâu cả. Và nếu như này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống tại khu rừng nào, tại ngôi làng nào, tại thị trấn nào, tại quốc độ nào, vị tỳ kheo sắp thấy ở nơi này tìm kiếm tứ phục dụng dễ, đi khất thực đưa mạng cũng dễ, và nơi đây niệm được an trú, tâm được định tĩnh, các lậu hoặc được đoạn trừ, thời này các tỳ kheo ở chỗ đó các ngươi cần phải ở suốt đời, không nên bỏ đâu, không nên bỏ đi. Thì như vậy đó, qua cái bài kinh này để cho chúng ta thấy như thế nào gọi là cư trú tại cái xứ thích đáng. Lần nữa, đối với người cư sĩ ở tại cái chú xứ thích đáng là nơi mà chúng ta có thể, nếu muốn gặp gỡ người tu hành, gặp gỡ người xuất gia thì chúng ta cũng đi tìm đến càng nó thuận tiện. Chúng ta muốn đầm phước thì chúng ta cũng dễ dàng thuận tiện, nó không có trắc trở, nó không có khó khăn. Thì như vậy cái chỗ ở đó là cái chỗ thích đáng. Hoặc là cái chỗ ở nào mà chúng ta ở chung quanh đó chỉ là cái người thiện trí thức, người sống biết lịch sự, sống biết tôn trọng người khác, thì như vậy chúng ta ở chỗ đó chúng ta ít có bị phiền não. Còn khi mà chúng ta sống ở chỗ nào mà gần với gia đình, gần những người mà họ là cái người thất học, hoặc là một người hung dữ, họ chỉ say sưa cờ bạc rượu chè, trộm đưa cướp, và tối ngày chúng ta ở gần những người đó, chúng ta bị nơm nớp lo sợ, phiền não sẽ khởi. Thì như vậy ở chỗ đó gọi là chỗ không thích hợp. Xưa kia Mạnh Mẫu là mẹ của thầy Mạnh Tử, khi Mạnh Tử còn nhỏ, nhà ở gần cái xóm đồ tể, hàng ngày Mạnh Tử cứ nghe cái tiếng heo bị thọc huyết la en ét, và nhìn thấy người ta, những tên đồ tể mặt mày dữ tợn, cầm dao to sắc bén để mà mổ thịt lợn. Thì lúc bấy giờ Mạnh Tử
về nhỏ đâu biết gì đâu, cũng bắt con vật, con ếch, con nhái, rồi cầm dao đâm họng xẻ thịt. Người mẹ trông thấy, mạnh mẫu trông thấy nghĩ rằng không được, ta ở đây thì sao thì con ta nó sẽ trở thành người hung dữ, cho nên bà mới dọn nhà đi. Đi đến một chỗ yên tĩnh chút xíu, nhưng mà cái chỗ yên tĩnh nó lại là ở sát cái nghĩa địa, nghĩa địa nơi mà người ta thường làm các cái cuộc tang lễ cúng tế rồi nhạc lễ in ỏi rồi tiếng khóc la của thân nhân, rồi trong lúc tiếng trống để mà hạ rộng quan tài xuống huyệt, ở đó được thời gian để mạnh tử và rủ mấy đứa bé hàng xóm, nó cũng kiếm một cái khúc chuối, một khúc gỗ giả làm cái quan tài, rồi hai đứa khiêng đi. Còn những người sau thì lấy da bịt vô ống tre để làm cái trống, đánh thùng thùng vậy đó, rồi lấy lá quấn thành kèn, rồi cũng thổi ổi e vậy đó, rồi hạ rộng hạ quyệt cái khúc gỗ đó. Bà mẹ để ý con ta nó sẽ không nên người nếu mà nó cái tư tưởng nó chỉ có bao nhiêu thôi, chỗ nào không có tiến quá được, cho nên bà mới dọn đi một lần nữa. Lần này thì bà dọn nhà đến gần cái trường học. Mà xưa kia cái trường học của các ông thầy đồ họ dạy rất là nghiêm túc, học trò đi đến học là phải có lễ phép, tiên học lễ hậu mới học văn, đi thưa về trình và siêng năng và nghe lời của thầy giảng về sách thánh hiền. Vì lúc đó là đạo Nho hư thịnh tập sách thánh hiền, thì Mạnh Tử còn nhỏ chưa có thế tuổi đi học, nhưng mà anh thích nghe thầy giảng bài về sách thánh hiền, anh cứ lén qua đứng ở bên vách mà nghe, hoặc là đứng ở trước cửa mà nghe thầy giảng rộn ràng. Và mẹ chú ý nghĩ rằng ậu chỗ này con của mình nó sống được, nó sẽ tiến quá. Bởi vì sau này Mạnh Tử học hành thành tài, trở thành bậc á thánh ở trong Nho giáo. Thì qua đó cho chúng ta thấy rằng cái chỗ ở cũng rất quan trọng. Chúng ta ở một nơi nào mà thích đáng, thích hợp để cho có sự tiến bộ, như người Phật tử chúng ta ở nơi mà muốn cho cái thiện pháp của mình tăng trưởng và muốn cho các con được giáo dục đàng hoàng, thì mình phải ở nơi nào mà gần gũi với các bậc thiện trí thức, đi ra đi vào gặp những người hiền thiện, nói năng lễ phép lịch sự, thì ở nơi đó là ở được. Cái chỗ ở là cái chỗ nó sẽ giúp cho tiến hóa. Cho nên cái pháp tăng ích thứ nhất và pháp đa tác dụng là Đức Phật dạy rằng là ở cái trú xứ thích đáng, trú xứ thích hợp, chỉ Patirupa là thích hợp thích đáng, Patirupa đề xá là cái địa phận địa phương nơi chốn thích hợp thích đáng, chứ không phải là Trung Quốc. Chữ qua sáng là trú ở
Nếu chúng ta nói chú ở Trung Quốc thì nghe xong cái chúng ta tưởng đâu ở bên Trung Quốc chúng ta sẽ tiến bộ, cái chúng ta dọn đồ ra qua, dọn nhà đi qua bên đó ở hết. Cái đó nó kẹt lắm chú, không có nên. Cái chỗ này chúng ta phải xài cái chữ cho nó đúng với cái tiếng Bali, ta kia Rupa đi sẽ qua sổ. Khi mà chúng ta ở cái xứ thích đáng như vậy đó, là một nơi mà có các bậc tu hành, gọi là có các bậc thiện trí thức đó, thì chúng ta ở được tại cái địa phương đó, chúng ta sẽ có điều kiện để chúng ta thân cận với bậc chân nhân Upasyo. Chữ Upasyo, Upasyo nó đồng nghĩa với chữ Sangwaso. Sangwaso có nghĩa là chung sống. Còn chữ sự Upasyo có nghĩa là thân cận. Còn chữ Sivana đó, chẳng hạn như Panita Năng cái Sivana, chữ Sivana thì nó lại có nghĩa là cái sự giao du. Cho nên ở trong kinh Phật chúng ta nhớ các cái từ ở gần bậc thiện trí thức đó, thì chúng ta có cái chữ phát giác. Sivana, Sivana. Rồi Upasyo. Rồi Sangwaso. Thì mấy cái chữ đó đó chúng ta sẽ nhớ. Chúng ta nhớ khi mà khi vô chúng ta đọc kinh, khi chúng đọc đọc kinh điển thì chúng ta gặp cái trường hợp mà thân cận với bạn lành, hay là thân cận với bậc thiện trí thức, thân cận bậc hiền nhân v.v. là chúng ta xài các chữ đó. Thì khi mà thân cận với bậc lành đó, thân cận với bậc chân nhân, tức là gần gũi với bậc hiền trí, cái bậc sắc hôn xá ở đây là bậc có thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, lý hành thanh tịnh. Lại nữa là bậc có trí tuệ, biết tự làm mình được trong sạch, được thanh tịnh, và biết làm cho người khác được thanh tịnh. Cái đó mới gọi là bậc sắc hôn xá, bậc chân nhân. Và khi mà chúng ta thân cận với bậc chân nhân đó, không phải là chúng ta đến gần cách vị đó cỡ khoảng tấc hay là một mét, như vậy là chúng ta gần gũi bậc chân nhân, như vậy là chúng ta tiến hóa đâu. Đức Phật ngài dạy trong Pháp Phương Kinh rằng chỉ có cái người trí thân cận với người trí thì mới có thể lãnh hội được cái tinh hoa giáo pháp, giống như là cái lưỡi với vị khanh. Còn cái kẻ ngu, cái người thiểu trí, dù cho ở gần một bên với bậc thiện trí thức thì nó cũng giống như cái muỗng ở trong cái nồi canh, hay là cái giá trong cái nồi canh, không có nếm được cái hương vị ngon của canh. Cho nên khi mà chúng ta thân cận với bậc chân nhân đó, là chúng ta trước nhất là chúng ta hãy đi đến gần với cái tâm thiện cảm, đến gần với tâm thiện, mà đến gần với bậc thiện trí thức mà mình đến bằng cái tâm kiêu mạn, hay là chúng ta đến với cái nhìn khó chịu ác cảm, thì như vậy chúng ta cũng sẽ cái gì từ nó bậc thiện trí thức. Cho nên khi mà chúng ta đến gần Upasangkamati,
đến gần thì chúng ta phải đến bằng cái tâm thân thiện. Khi đã đến gần với tâm thân thiện rồi thì chúng ta phải ngồi lại nghe vị ấy nói, nghe vị ấy thuyết, nghe vị ấy trình bày, chứ không phải mình lại mình ngồi đó rồi mình chỉ nói, không không để cho bậc thiện trí thức, bậc chân nhân nó nói thì dễ tâm không lãnh hội gì. Mình phải mau nghe mà chậm nói, tức là mình đến gần bậc thiện trí thức hãy lắng nghe bậc thiện trí thức nói thôi. Và chỉ khi nào thỉnh thoảng vị đó hỏi mình thì mình mới có một vài lời, hoặc giả là thỉnh thoảng chúng ta nêu một vài câu hỏi thắc mắc, hoặc là chúng ta đưa một vài cái ý kiến ở trong vấn đề tốt đẹp đó, thỉnh thoảng thôi, chứ chúng ta không nên nói nhiều. Nghĩa là chúng ta đến gần với tâm thân thiện là chúng ta phải biết lắng tai nghe. Thứ ba nữa là chúng ta phải nghe xong là chúng ta phải ghi nhớ, chúng ta phải ghi nhớ cái lời của bậc thiện trí thức dạy. Đức Phật ngài dạy, Đức Phật ngài nói rằng là khi gặp người trí, người trí chỉ dạy chỉ lỗi thì hãy vui mừng xem như là được bậc trí chỉ cho cái kho tàng, chứ không có sống. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta ngồi mà chúng ta nghe, dầu cho chúng ta nghe mà có người trí họ có thể một vài lời khiển trách vân vân, chúng ta cũng nên vui lòng, vì cái đó đem đến lợi ích cho chúng ta. Cho nên ngồi lại phải tắt ý, phải phấn lắm tai nghe, nghe xong chúng ta phải nhớ, phải ghi nhớ để chúng ta học được cái lợi ích. Nhớ không cũng chưa đủ, về như vậy thực hành thì như vậy chúng ta mới có lợi ích. Chứ còn nếu mà gọi là thân cận bậc chân nhân, chúng ta nghe nói rằng thân cận bậc chân nhân là một pháp đa tác dụng, là một pháp tăng ích, rồi chúng ta cứ đi kiếm cái người trí, chúng ta ngồi gần đó, nhưng mà chúng ta im lặng, chúng ta không nghe nói cái gì hết, không cần bàn luận, không cần học hỏi cái gì từ nơi bậc trí, thì ngồi gần nó cũng không có lợi ích gì, nó không có tác dụng gì. Ngồi gần là phải học hỏi. Cái điều thứ ba đó là khi mà chúng ta, điều thứ ba có nghĩa là tự lập trường chân chánh, Attak Samapaniti. Tự lập trường chân chánh ở đây có nghĩa là hướng mình theo lẽ chánh. Chữ Attak tức là bản thân mình, còn chữ Samma là chân chánh. Samapaniti tức là mình sống với cái khuynh hướng chân chánh. Bởi vì khi mà chúng ta được thân cận với bậc trí thức, bậc thiện trí thức, chúng ta nghe được những lời hay lẽ phải, được những cái lời khuyên nhủ, những cái lời khuyên nhắc, chúng ta cần phải sửa mình. Ở đây cái tiếng gọi là tự lập trường chân chánh đó, nó có nhiều cái khía cạnh, thưa quý vị. Một là khi mà chúng ta đã biết được cái điều hay lẽ phải thì chúng ta nên sống theo cái nếp sống đạo đức. Nói theo pháp và luật này tức là chúng ta sống theo theo thiện pháp. Cái thiện pháp ở đây nó gồm có giữ vững cái niềm tin,
hai là chúng ta có nhớ, thứ ba là chúng ta có cái sự tinh tấn, thứ tư là chúng ta có cái sự đa văn, và thứ năm là chúng ta phải có trí tuệ. Khi mà chúng ta có đủ năm pháp đó thì như vậy chúng ta được xem như là một người có cái khuynh hướng chân chánh, bởi chúng ta sống theo thiện pháp. Lại nữa, cái người tự lập trường chân chánh có nghĩa là người này sau khi đã an trú trong thiện pháp đó rồi thì phải giữ vững cái lập trường, phải kiên định cái lập trường, phải xác định cái lập trường. Không nên vì nghe ở chỗ này nói cũng phải, nghe chỗ kia nói cũng phải, nghe chỗ nào nói cũng phải, một hồi là chúng ta trở thành người ba phải. Thế là bây giờ chúng ta không biết tin ở đâu, không biết ngã về bên nào, không biết phải làm cái gì, thì lúc đó gọi là một người không có kiên định lập trường. Và khi một người không có kiên định lập trường như vậy đó, thì có lúc họ theo chánh, có lúc họ theo tà, có lúc họ theo Phật, có lúc họ theo ma, cái đó không có tiến hóa được thôi. Tức là sau khi chúng ta học hiểu từ nơi bậc thiện trí thức để biết rõ cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái nào là pháp đưa đến hạnh phúc và cái nào là pháp đưa đến sự đau khổ thì chúng ta nên tránh, còn pháp đưa đến hạnh phúc thì chúng ta nên làm. Và khi mà chúng ta đã làm thì chúng ta phải giữ vững cái lập trường, kiên định cái lập trường, chúng ta không để cho lay chuyển. Trong pháp cung kinh Đức Phật dạy rằng là người tâm không an trú, tịnh tính bị rung động, trí tuệ không viên thành. Khi mà chúng ta không có an trú được vững vàng, tức là chúng ta không kiên định lập trường, cái đức tin của chúng ta nó bị dao động, có khi tin cái này, khi tin cái kia, không có lập trường. Thì khi mà chúng ta bị dao động đức tin như vậy thì cái trí tuệ chúng ta không có viên thành. Cái trí tuệ đây là trí tuệ đạo quả, trí tuệ mà thấu triệt được pháp. Cho nên ở đây chúng ta phải tu tập, chúng ta giữ vững lập trường. Tất nhiên cái lập trường đó phải là cái lập trường thiện pháp. Và khi mà chúng ta nếu nói đến cái câu mà Đức Phật đã dạy trong pháp cú kinh đó, xuất khăn giao quá chợ ra si lầm, cho đến già mà có giữ giới thì đó là một điều an lạc. Tức là lập trường của người Phật tử chúng ta là từ khi mà biết Phật pháp rồi chúng ta giữ giới, giữ năm giới cho đến già đến chết không có bỏ, chúng ta phải giữ lập trường như vậy. Sukha Sattha Patithita, vua thai tính an trú, tức là chúng ta thiết lập được, an trú được cái niềm tin của mình một cách vững chắc thì đó là một cái điều hạnh phúc. Sukho Banya Giác thì là phu, tức là được cái trí tuệ là một điều hạnh phúc. Và ba ba năng các năng xuất khẩu, không làm các cái điều ác là một điều hạnh phúc. Cái lập trường của chúng ta phải là như vậy.
Và pháp phương kinh Đức Phật Ngài cũng có dạy trong cái phẩm sống đối đó. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không tập không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Rồi câu kế tiếp, rồi Đức Phật Ngài dạy rằng mẹ cha và bà con không ai làm gì hơn, không ai hướng tránh hơn, khiến sở hạnh tốt đẹp ác tác tâm ma phân biệt, ác tác xây dựng thu su năng tà tô kare, thu su năng tà tô kare. Cái việc mà chúng ta giữ được cái việc trường chân chánh, giữ được tâm hướng chánh, trường chân chánh, cái tâm hướng chánh thì nó sẽ tạo cho chúng ta nhiều, thì nó sẽ tạo quả cho chúng ta nhiều an lạc, quả phúc an lạc. Mà cái quả đó đó, cái quả an lạc, cái quả an lạc, không có một người cha nào có thể làm được, không có một người cha người mẹ nào có thể làm được, không có một người bà con thân quý nào có thể làm, con thân quý nào có thể làm. Tức là cái sự an lạc, tức là đến già đến chết, cha mẹ không chết, không làm được con hạnh phúc già đến chết, không làm được con. Nhưng mà bản thân người đó lập trường chân, nhưng mà bản thân người đó lập trường chân chánh thì tạo là nữa. Sau khi mà chung là nữa, sau khi mà chung được sanh về những giới an lạc, về cái việc đó là phải tự mình, cái việc đó là phải tự mình tự mình tạo chứ, tự mình không có chứ, không ai không có, không ai, không có ai có thể làm, không có ai có thể làm. Và và một cái nữa là đạo quả chấm dứt khổ đau không thể có một người cha mẹ nào có thể đem đến đạo quả cho mình, chỉ có bản thân mình mới làm được điều đó thôi. Cho nên lập trường chân chánh là cái pháp đang áp dụng. Cuối cùng thì điều thứ tư búp bê chất tâm của nhà ta, từng tạo phước hay là làm phước để dành, làm phước sẵn. Cái điều này hồi nãy chúng tôi có nói với quý vị, nếu mà ở trong bản kinh dịch là cái điều thứ tư là tạo phước trong quá khứ, bây giờ thử hỏi trong chúng ta ai có thể biết được rằng trong quá khứ mình đã tạo phước như thế nào chưa? Nếu chưa biết được thì như vậy thì làm sao cái việc mà tạo phước trong quá khứ nó lại là một tăng ích cho chúng ta được? Cho nên ở đây cái chữ búp bê mặc dù có lúc á, chỉ cho tiền kiếp, nhưng mà chữ búp bê có nghĩa là trước đây, mà chữ búp bê có nghĩa là đã từng. Như ở trong kinh Diệu Pháp Luân, Đức Phật đã nói rằng một điều mà ta chưa từng được nghe trước đây là khổ đế cần phải được biến tri. Cái điều đó Ngài chưa từng được nghe trước đây, bây giờ thì Ngài biết. Cái chữ Búp Bê Anusute đó, Anusute đó, thì cái chữ Búp Bá trong trường hợp đó có nghe trước đây, thì bây giờ đó chúng ta phải hiểu thế này, trong cuộc sống của chúng ta đừng bao giờ chúng ta đợi nước đến trôn đừng có nhảy. Cái câu tục ngữ người ta nói là vậy. Có nhiều người đó bình thường họ không tu tập, không tạo phước đâu, không có làm thiện, đến khi mở trong nhà xảy ra cái hoạn nạn tai ương đó, bị tù tội hay là bị làm ăn thất bại lũ lã gì, sắp sửa bị phá sản, họ mới lật đật chạy vào chùa, họ mới xin làm buổi lễ cho tăng để mà tăng tụng kinh cầu an cho. Cái chuyện đó nó muộn rồi thưa quý vị.
chúng ta bình thường chúng ta phải tạo phước để dành sẵn. Tạo phước là các bạn cũng giống như bây giờ, hồi nhỏ lớn không chịu đi học, đợi đến khi mà ra đường, đến khi mà ra đời, trưởng thành ra đời, đi đến một cái cơ sở, một cái công ty nào để mà xin việc làm, người ta đòi cái bằng cấp, lúc đó mình lật đật chạy về đi học thì đã muộn rồi. Hồi nhỏ 6-7 tuổi là phải vô trường lớp đi học từ từ lên, học trước. Như vậy thì đến khi mà mình trưởng thành rồi, lúc đó mình mới có được cái học vị để chúng ta làm việc. Cũng như thế nào thì ở đây người Phật tử bình thường hãy trú với tâm thiện, tâm quan hỷ cho cái việc bố thí, quan hỷ cho cái việc trì, quan hỷ chúng ta để dành sẵn đó. Và chúng ta cái trắc trở cái gì ở trong tâm, lúc bây giờ chúng ta tưởng đến cái phước của mình đã tạo, muốn nguyện rằng nào phước báo nào trước đến nay, nguyện công đức ấy, phước báo ấy là quy lực cho tôi quá nhiều tai ương này, hay là được thành tựu cái điều này. Thì khi mà chúng ta phát nguyện vậy, nó mới có thể thành tựu được. Còn khi chúng ta không có lập phước để dành sẵn, rồi chúng ta đụng chuyện, rồi bây giờ chúng ta nguyện là nguyện cái gì, lấy cái gì mà nguyện, phước đâu. Lúc đó chỉ còn có cách là chúng ta nguyện cầu trời Phật để mà cứu giúp cho mình. Thì cái trường hợp đó lại càng vô ích nữa thưa quý vị. Đức Phật Ngài đã tuyên bố Akkhataro Tathā Gata Tum Hehi Kicchang Atapang. Như Lai là người chỉ đường, còn sự nỗ lực là do chính các ngươi. Ngài dạy cho chúng ta từ bỏ cái điều ác, thực hiện các cái việc lành, từ bỏ điều ác không bị quả khổ, và làm các việc lành thì chúng ta được hưởng vui vị. Đức Phật đã dạy rồi mà chúng ta không chịu làm, rồi bây giờ làm sao? Cho nên luôn luôn lúc nào người Phật tử chúng ta cũng nghĩ rằng mình phải làm phước để dành sẵn. Cho dù rằng chúng ta giờ này chưa cần đến cái phước báo, bởi vì mình đang giàu có, mình đang khỏe mạnh, cuộc sống đang hạnh phúc, nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng tạo phước để dành sẵn như vậy nó đâu có lỗ lã gì. Đức Phật đã nói rằng này các tỳ kheo, đối với bốn món vật dụng thì các ngươi nên tri túc, nhưng mà với phước báo thì không nên biết đủ, không nên biết đủ. Trong một bên Đức Phật đã dạy, và một chỗ khác Đức Phật lại có dạy rằng này các tỳ kheo, các ngươi chớ có sợ hãi công đức, công đức tự báo, chớ có sợ hãi công đức, vì công đức đồng nghĩa với sự an lạc, vui nhát đồng nghĩa xuất phát. Cũng như cái câu pháp cú Đức Phật gọi là Sukho vui nhát sẽ ôn chi vô, tích lũy cái phước báo là đem đến sự an lạc. Cho nên chúng ta đừng có sợ là chúng ta dư phước, chúng ta chỉ sợ rằng là chúng ta thiếu phước thôi, chứ phước không bao giờ mà đủ cả. Chừng nào mà cái phước đầy đủ viên mãn, giúp cho chúng ta đắc được đạo quả giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi, đó là việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác, lúc đó được giải thoát thì chúng ta bỏ bè. Còn bây giờ thì còn lên đên lên biển hữu trầm luân, thì chúng ta cần có một chiếc bè. Chiếc bè đó là chiếc bè thiện pháp. Cứ hễ mà chúng ta gặp
một cái khúc gỗ nào trôi ngang, chúng ta cứ nhặt và chúng ta cột dính vào chiếc bè. Bởi vì nó có nhiều như vậy thì chiếc bè chúng ta nó vững vàng, nó không có bị sóng lật ấp. Cho nên chúng ta phải làm như vậy. Thì bốn cái pháp tăng ích này đó, nó có cái sự liên đới với nhau thưa quý vị. Khi chúng ta ở tại cái địa phương, ở tại cái trú xứ mà thích hợp gặp, thì chúng ta sẽ gặp bậc thiện trí thức, để chúng ta thân cận được cái bậc thiện trí thức, bậc chân nhân. Và khi chúng ta thân cận được bậc chân nhân, mà chúng ta được nghe lời chỉ giáo của bậc chân nhân, chúng ta nghe pháp hiểu pháp, thì lúc đó chúng ta mới có được lập trường chân chánh. Mà khi chúng ta có được lập trường chân chánh thì lúc bây giờ để chúng ta sẽ quan hỷ thích thú trong cái việc tạo phước. Mà khi chúng ta đã tạo phước để dành sẵn thì đương nhiên là chúng ta sẽ có nhiều cái sự may mắn ở trong cái cuộc sống này. Cho nên bốn pháp này là bốn pháp tăng ích chắc khác, là bốn pháp đem lại nhiều cái lợi lạc cho chúng ta. Thì hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị về cái bài pháp đầu tiên ở trong cái chương 4, 4 chi. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc. Không biết hôm nay Thượng Tọa Nhật Đẳng có thể điều hợp được hay không. Xin hỏi hôm nay Thượng Tọa Nhật Đẳng có thể điều hợp được với Thượng Tượng hay không? Nếu được xin mời, xin thỉnh Thượng Tọa quan hỷ giúp cho cái phần điều hợp với chư Thượng Đức. Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, dạ con xin phép điền khuyết cho tri chúng. Dạ, lúc nãy Ngài đang giảng thì Thượng Tọa Giác Đẳng có cho sáu câu thảo luận. Và Ngài, sư có nói là có thể đường truyền của sư không ổn định nên là sư cho câu thảo luận. Bây giờ Ngài xuống mít rồi, không có thấy tín hiệu của Thượng Tọa Giác Đẳng, có lẽ đường nét của sư không cầm mít được. Nam Mô Bổn Thầy. Giá dạ con kính bạch Ngài Tỳ Siêu cũng như chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng tại như vậy. Dạ con cung cảnh quy hợp điều hợp ạ. Nam Mô Bổn Thầy. Giá dạ con kính dân đến quý Ngài ạ. Thầy. Không biết Thượng Tọa Pháp Đăng có đang có mặt ở trước máy không?
Dạ, rất là hoan hỷ thưa tòa. Hôm nay thì chúng ta có được 6 câu thảo luận đã được biên soạn bởi thượng tọa Nhất Đẳng. Bây giờ xin thỉnh thượng tọa Quan Hỷ trả lời cho cái câu thảo luận số 1, và sau đó thỉnh gọi điều hợp cho các cái câu thảo luận với các vị khác. Trước tiên là thượng tọa đặt cái câu hỏi kế tiếp cho sự Pháp Tính, cho Đức Pháp Tính, sau đó nếu không có vị nào chúng tôi sẽ cố gắng vào để chúng tôi tiếp tục phụ cho cái phần thảo luận. Xin thỉnh thượng tọa. Alo, alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn cô Thượng Bí Ba, dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Thì ở trong câu thảo luận số 1 là trú xứ thích đáng cho cái sự tu tập thiền định có giống với trú xứ thích hợp trong đề tài hôm nay. Thì bởi vì nếu mà chúng ta là cái người Phật tử đó, thì nói đến cái trú xứ mà chỗ này Đức Phật này muốn nói đó là cái chỗ mà chúng ta ở, chúng ta ở mà có chư tăng, hoặc là cái chỗ mà thuận lợi để chư tăng đến. Bởi bình thường quý vị biết rằng là Đức Phật ngày thường nói đó, những người nam nữ cư sĩ á, mà được nghe pháp á, là nhờ được nơi hai hầu, một là người xuất gia tập, hai là người cư sĩ tại gia có học chánh pháp của Đức Phật. Thì khi mà chúng ta hiểu vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng nhá, mình ở cái trú xứ, ví dụ giờ ngày ra đời ở Ấn Độ đi, mình, giống như mình nói là sanh bất phùng thời vậy đó. Ví dụ Đức Phật ra đời xứ Ấn Độ, mình sanh làm địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, hoặc là Đức Phật ngày sanh ở đó, mình sanh ở ngoài vùng biên địa, thì mình không thể nào mà mình có thể Phật được. Mà nếu mình không gặp Đức Phật được đó, thì tất nhiên mình sẽ không nghe pháp được. Mình không nghe pháp được. Nên Đức Phật nói rằng mình được nghe pháp là mình gặp được Đức Phật. Bởi vì Đức Phật đó là mình rất là khó gặp cái gì. Bởi vì chúng ta thấy, chúng ta thường nói quý vị đó, mình nghĩa là mình tu một cái thời gian rất là dài. Đức Phật ngày tu thời gian rất là dài, 20 tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Nhưng mà khi ngài thành Phật á, thì ngài chỉ có 45 năm thôi. 45 năm thôi, mà trong 45 năm đó làm sao mình gặp được Đức Phật. Mình chỉ gặp Đức Phật thôi thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã được lợi ích rất là nhiều rồi. Nên khi mình gặp Đức Phật thì mình được lợi ích rất là nhiều. Chính vì vậy nên Đức Phật nói rằng cái trú xứ thích hợp này còn có chư tăng ở cái chỗ nào mình tiến bộ được. Bởi thường thường quý vị biết rằng đối với Đức Phật là không phải là cái trú xứ mình làm giàu có của cải tài sản, mà cái xứ nào chư tăng ở được. Nếu mà chỉ tới cái xứ mà chư tăng không có ở được á, bởi bình thường quý vị thấy ưa nói về những cái pháp mà Đức Phật ngày dạy về những cái pháp bất thối á, hay là những cái pháp mà dạy cho người bất chi đó, khi nào mà những vị A-la-hán chưa đến nó sẽ đến, những vị A-la-hán đến thì sống được an ổn lâu dài, thì cái như vậy là cường thịnh không có bị suy giảm. Cường thịnh trên gì? Cường thịnh trên vấn đề người ta hiền lành tu tập, cường thịnh trên vấn đề mà mình tạo được phước báo, chứng ngộ được đạo quả. Bởi vì khi mình nghe được Phật pháp thì mình sống với đạo đức, quý vị thấy không? Nên Đức Phật nói rằng Vupassanadi là một hiền nhân, còn trong khi Vuasathế là Đức Phật nói là một giống như một ác nhân vậy. Tại vì cái người nó tham lam, muốn gây hấn, muốn đánh, muốn tạo được chiến tranh, mà hãy tạo chiến tranh thì biết bao nhiêu người phải chết, cha mẹ vợ con phải xa rời với nhau. Nên chính vì vậy Đức Phật ngày mới nói rằng Vupassanadi là một cái bậc hiền nhân, mà Asathế nhân, tại vì cứ gây chiến tranh, cứ tìm cách đánh giết hoài như vậy, thì những cái người vợ chồng họ sẽ chồng con họ sẽ chết, rồi bao nhiêu cái sự khổ.
Nên chính vì vậy Đức Phật ngày mới nói rằng cái xứ sở nào mà người ta hiền lành, nếu mà nói hiền lành mà cái người hiền lành nhất là gì, là Đức Phật và các bậc thánh, là cái bậc mà gọi là thánh thiện hoàn toàn, cái bậc mà trong sạch viên mãn. Còn những cái bậc hiền nhân mà như là những cái bậc sắp bố đi xá thì chúng ta phải nói rằng những cái bậc đó cũng là những người cư sĩ của Đức Phật. Nên Đức Phật nói rằng hiểu được hai cái pháp này chỉ có từ Đức Phật chánh đẳng giác và từ đệ tử Đức Phật, là từ hàng tại gia cư sĩ và hàng xuất gia thôi, chứ còn không có thể nào mà hiểu được cái pháp này mà không có được những điều như vậy. Nên chúng ta thấy rằng cái xứ nào mà Đức Phật nghe nói rằng cái xứ thích hợp, chỗ đó đó, nếu mình nói rằng cái xứ thích hợp đó là chỗ mà một cái người tiến bộ, hay là cái trú xứ thích hợp là cái chỗ đó mình tu thiền định mà có thầy tổ, có những bạn đồng tu phạm hạnh, hoặc là trú xứ đó nó phù hợp mà không có quá xa, không có quá gần, hoặc là không có những cái sự trở ngại. Bởi vì chính cái sự trở ngại đó nó là không làm cho mình yên tâm để mình tu tập được. Nên mình phải cần có một chỗ yên tâm để mình tu tập. Và chỗ đó đó là cái chỗ mà chúng ta thấy, ví dụ như mình ở gần những cái chỗ biên địa, những cái chỗ mà giữa hai cái ranh giới mà chiến tranh nó loạn lạc, hoặc là chỗ nào mà trộm cướp, chỗ nào mà nó có những cái thiên tai, những cái này cái nọ đó, mình sống ở đó thì mình rất là bất an, cái tâm mình luôn luôn rất là bất an. Nên chính vì như vậy nên Đức Phật này nói rằng một cái người mà tâm muốn tiến bộ đó, là họ ở chỗ nào tâm họ được an ổn, tâm họ chưa bỏ tham được thì họ bỏ tham, tâm chưa bỏ sân bỏ si được thì họ bỏ tham sân si được, hoặc là tâm họ chưa có chánh kiến, bây giờ họ có chánh kiến, thì Đức Phật là cái trú xứ thích hợp. Chứ không phải trú xứ đó vàng bạc ngọc ngà châu báu nhiều là thích hợp, không phải là voi ngựa báu xe báu rồi ngọc ngà châu báu, hay là những con vật mà nó kỳ lạ mà mình gọi là thế giới động vật kỳ lạ đó, không phải là những cái phi cầm điểu thú hoặc là long lân quy phụng như là những người Trung Quốc họ nói, mà ở đây Đức Phật nói ở chỗ nào mà cái tâm của mình nó mà tiện cái việc tu tập thì cái đó là cái trú xứ thích hợp. Trú xứ thích hợp là như vậy. Nên chúng ta thấy Đức Phật ngày quán cái gì, quán cha, quán mẹ, quán châu, quán dòng họ, quán thời kỳ. Quán châu cũng có giống như quán trú xứ vậy quý vị. Trú xứ nào mà ngài sanh vô để làm Phật, Bồ Tát sanh vô để thành Phật, thì tất nhiên là đông thắng, không phải là Nam Thiện Bộ Châu, chứ không phải là Đông Thắng Thần Châu, hoặc là Bắc Cung Châu, hoặc là Tây Ngô Quá Châu, mà chỉ là Nam Thiện Bộ Châu thôi. Vậy là cái trú xứ thường thường trong cái dịch về thông lệ có nhiều vị nói là cái chỗ trú xứ Đức Phật sẽ chọn cái trú xứ làm một cái trung tâm địa cầu. Ví dụ chúng ta thấy giờ khoa học cũng xác nhận là cái xứ Ấn Độ là trung tâm địa cầu, một cái lực từ trường rất là đặc biệt. Thành ra mà ngài ngồi ngay cái đó, mà ngài ngồi ngay cái bồ đề, mà chư Phật nào cũng ngồi ngay một cái bồ đề đó, năm Đức Phật cũng đều là như vậy hết. Thì chúng ta mới thấy rằng như vậy đó, thì chúng ta sanh ra ở cái trú xứ mà mình tu tập định được. Nếu mình muốn tu thiền định mà có thiền sư, có những vị dạy cho mình tu tập, có bạn đồng tu phẩm hạnh, trú xứ đó nó phù hợp để mình có thể chứng thiền được, thì nó cũng gọi là cái trú xứ thích hợp đối với người tu thiền. Còn cái trú xứ thích hợp đối với người cư sĩ đó, ví dụ mình chưa có tu thiền nhưng mình ở đó mình sẽ tu thiền, mình được nghe pháp, mình được học pháp, được có chánh kiến, mình được có giới, mình có tàm quý, thì cái giới để hỗ trợ cho mình tu định. Nếu mà cái chỗ trú xứ nào đó mình thấy rằng nếu mà chỗ đó mình không có ai truyền giới cho mình, hoặc là không ai nói về giới, thì mình không giữ giới được, thì mình rất là khó tu định. Và có nhờ giới rồi mình mới tu định, rồi nhờ định mình mới đạt được định gì. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái trú xứ thích hợp mà chỗ Đức Phật này nói đó là cái chỗ mà để cho, ví dụ mình thấy mình tìm một trú xứ, mình tìm chỗ để làm ăn, ta gọi là an cư lạc nghiệp đó, thì chỗ đó thuận lợi để làm ăn, để nuôi thân, đó là mình gọi là an cư lạc nghiệp. Còn cái chỗ mà Đức Phật này nói cái trú xứ mà để cho tâm tu tập đó, thì cái trú xứ đó là nó phù hợp với cái người tu tập để tiến bộ, chứ không phải chỉ là an cư lạc nghiệp theo thế gian thôi. Thường thường chúng ta thấy rằng an cư lạc nghiệp đó, người ta thường tới vùng đất nào nó phù phú, nó gần sông ngoài nước, đồ nó phù hợp, cây cối đồ chỗ đó mát mẻ, thì chúng ta gọi là an cư lạc nghiệp ở chỗ đó, là mình làm ăn tốt. Còn cái chỗ mà Đức Phật này muốn nói ở đây đó, là ngài nói để cho mình tiến bộ, để mình chấp dứt luân hồi, chứ không phải là ngài nói để cho mình ở đó mình làm giàu, mình đam mê ruộng vườn đất đai, hoặc là mình đam mê cái chỗ ăn chỗ ở, không phải vậy. Đức Phật ngài không có dạy cái trú xứ thích hợp để cho mình giống như là an cư lạc nghiệp của người ta nói, mà cái trú xứ thích hợp của chủ Đức Phật ngài nói đó, nếu mình muốn học thì
thì chỗ đó có người dạy cho mình học. Nếu mình chưa hiểu về giới, có người thuyết về giới cho mình tu. Nếu mình chưa hiểu về tu tập, người ta thuyết về tu tập cho mình tu. Nên Đức Phật nói rằng những cái pháp này nhờ những người mà chưa giác ngộ, nhờ được nghe Đức Phật hoặc đệ tử Đức Phật. À, thì chúng ta rõ ràng chỗ nào mà trú xứ nào có Đức Phật và đệ tử Đức Phật đó, thì chúng ta gọi là trú xứ thích hợp. À, chúng ta nên hiểu như vậy. Tại vì chúng ta thấy rằng Đức Phật thì còn nói mà cho gọi là cho trú xứ là cho tất cả. Ví dụ một vị tỳ khưu có cái trú xứ là cái chỗ ở thì khi mà cho ở thì vị tỳ khưu ở đó phải vần pháp, phải tu học giới định tuệ. À, còn cái người cư sĩ đó, thì họ tới họ bố thí cúng dường, họ cúng dường y phục rồi được. Nên Đức Phật thì nói rằng khi người nào mà cho trú xứ là cho tất cả. Ví dụ chúng ta thấy những người Khmer, người Thái Lan, người Lào, người Miến Điện đó, họ rất là đặc biệt. Họ đi đâu an cư lập nghiệp đó, thì họ không phải lập nghiệp về cái mặt mà làm ăn, mà họ tạo cái trú xứ để thỉnh chư tăng đến ở đó để cho dạy cho họ tu giới định tuệ, để cho họ có thể tu bát quan trai giới, để cho họ có thể hành thiền. À, vì những người đó là họ sống hai mặt về vật chất và tinh thần, nghĩa là thân này á làm ăn sống sinh sống được, thì giờ cái trú xứ đó mình thỉnh chư tăng tới để chư tăng hướng cho mình tu, nên gọi là trú xứ thích hợp thì như vậy. Chứ không phải là mình cũng có nói là mình hiểu như cái người Thái, người Lào á, người Miến Điện, người Tích Lan, rồi những người đó thì họ rất là đặc biệt. Họ ở chừng trăm nóc gia, họ tự họ lập cái chùa, là tự họ đi thỉnh chư tăng tới, là tự họ hộ độ bốn món dụng chư tăng. Chư tăng có việc hoặc thấy bằng pháp mà dạy cho họ tu hành. Còn cái việc mà cúng dường hộ độ xây dựng này kia nọ là họ tự làm. À, để chúng ta thấy như vậy đó, nên mới gọi là những cái trú xứ mà nên ở những cái vương quốc mà gọi là hiền hòa đó. Vua chúa họ đều có đạo đức như vậy, họ biết cái cách mà để xây dựng đạo đức như vậy đó. Nên chúng ta thấy rằng thật sự đó, chư tăng ấy, ai cũng phải nể người Lào, ai cũng phải nể người Campuchia hoặc là người Thái Lan. Khi họ đi tới đâu đó, là họ làm chùa tới đó, mà họ nghĩ rằng đó là cái phận sự của họ. Chứ không phải như chúng ta mà nhiều khi chuyện xây dựng chùa chuyện của mấy sư làm, họ không có, họ tự họ làm, họ tự mua đất, họ tự cúng dường, họ nghĩ rằng những cái việc đó mình làm được là mình có nhiều phước báo công đức. Nên Đức Phật nói người nào cho trú xứ cho tất cả, nên họ mới chung hùng nhau để họ cho cái chỗ mà để chư tăng ở. Và chư tăng ở như vậy thì những người mà ở gần đó họ được tiến bộ, họ được nghe pháp, họ được tu hành, họ tốt đẹp đó, đều là do cái công đức của mình cho trú xứ. À, nên chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy tại sao người Lào, người Miến Điện, người Thái Lan họ đi tới đâu thì họ lập chùa tới đó. Họ lập chùa có cái ý nghĩa sâu sắc của họ, chứ nó không phải là họ lập chùa với cái mình là tới để mình như là người Tàu họ lập chùa, họ lắc xăm, họ thờ bà chúa xứ, chúa tiên, rồi bà đen, bà đỏ, rồi thờ thần tài, quan thánh gì. Họ vô rồi họ lại họ cầu tiền, cầu bạc, cầu danh vọng, cầu địa vị quyền lực, bảo vệ cái này cái nọ, nó không có phù hợp. Cái người Tàu thì họ lập chùa nó cũng giống như là người Thái lập chùa, nhưng mà cái đó nó bị Bà La Môn, cũng như là giống như Bà La Môn mà nó lập ra vấn đề đó để cho cái người Tàu đó họ bị ảnh hưởng Bà La Môn, tới đâu họ cũng bành trướng, nhưng mà thật sự họ bành trướng không có giống như Đức Phật, không giống như là những cái người Phật tử xứ Lạc hay là xứ Thái mà họ lập chùa để họ thỉnh chư tăng đến cho họ tu tập. Nó không phải vậy. Người Tàu thì quý vị thấy người Tàu họ đi đâu tới đâu họ cũng lập chùa hết, mà chùa Tàu thì nó không giống như chùa của Phật giáo gì, chùa Tàu mình nói chùa Tàu, nhưng mà thật sự vô đó họ lắc xăm, họ cầu xăm, nó coi quẻ rồi họ lại ịt họ lại vậy thôi, chứ thật sự đó họ đâu có tu hành gì ở trong cái trú xứ đó đâu. Nên chúng ta thấy khác biệt giữa hai cái vấn đề đó rất là xa là như vậy. Thì thôi thì giờ thì theo câu số 1 là trú xứ thích hợp á, trong cái sự tu tập thiền định hay là cái trú xứ thích hợp cho cái người Phật tử đó, thì chúng ta thấy rằng chỗ nào mà có chư tăng, vì chư tăng phải học hiểu được Phật pháp, nên chúng ta có chư tăng thì chúng ta sẽ học hiểu được Phật pháp. Nên Đức Phật là trú xứ đó tiến bộ về cái mặt tinh thần giới định tuệ đó, thì chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng, hoặc là chúng ta chưa có tin lòng tin, bây giờ chúng ta nghe pháp chúng ta có lòng tin, chúng ta chưa tinh tấn thì chúng ta ở đó nghe pháp thì chúng ta tinh tấn, hoặc là chúng ta chưa có niệm thì chúng ta ở đó chúng ta có niệm, chúng ta chưa có được định thì chúng ta ở đó thời gian chúng ta được định, hoặc ta chưa có trí tuệ để hiểu được sanh diệt thì chúng ta ở gần đó chư tăng dạy mình, mình hiểu được cái sự sanh diệt. Như vậy thì Đức Phật là trú xứ thích hợp mà theo chúng tôi trong cái bài học hôm nay là như vậy. Thì bây giờ thì cái câu thảo luận số 1 con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì cái câu thảo luận số 2 sẽ thỉnh đại Đức Pháp Tính. Ở trong câu thảo 2 đó thì sống chung với một bậc hiền trí trong một ngôi chùa
có đủ gọi là thân cận không? Bởi vì chúng ta thấy ở trú xứ thích hợp thì thân cận bậc hiền nhân, thì như vậy cái câu thứ hai là trả lời là cái bậc thiện trí ở trong một ngôi chùa đủ gọi là thân cận không? Xin thỉnh Đức Phật Tính chia sẻ. Nam mô Bổn Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tệ Siêu, thượng tọa Giác, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện đạo tín nữ. Kính bạch chư tăng là kính thưa quý vị. Qua câu hỏi thượng tọa Pháp Đăng vừa nêu lên, thì đối với một người mà chúng ta, một cái vị tu tập, hoặc là nói chung là một cái vị ở trong chùa, mà chúng ta được gần gũi với cái bậc Sapulisa, hoặc là cái bậc Thiền Duy Thức đi, hoặc là Thánh Nhân cũng vậy, là chúng ta được thân cận, nhưng mà chúng ta phải có cái sự mà thực hành. Có nghĩa là mình sống chung với bậc thiện tri thức trong một ngôi chùa đó, có đủ gọi là thân cận như ở trong cái trường hợp này. Thì nếu mà mình chỉ sống chung thôi mà mình không thực hành theo thì nó cũng chưa được gọi là một cái người thân cận. Ví dụ như giờ mình ở gần cái vị đó, mà vị đó có thân khẩu ý thanh tịnh, hoặc là có cái sự thu thúc về lục căn, mà mình thì lúc nào mình cũng ồn ào, mà lúc nào mình cũng khua tay múa chân này kia đó, hoặc là mình sống với các vị mà có cái đời sống đạo hạnh, hoặc là có một cái hạnh tu tập mà mình chỉ có ngủ nghỉ được thôi đó, thì như vậy đó thì chưa gọi là thân cận. Cũng như cái trường hợp của cái vị sa di mà theo ngài Cassapa đó, ngài Cassapa ngài có hai vị sa di theo với ngài. Vị sa di đầu thì rất là siêng năng, phục vụ thầy tế độ mình một cách rất là chu đáo, từ cái nước rửa mặt, cây trà răng, hoặc là nước để mà tắm, vân vân. Thì cái vị sa di đầu thì coi như là lo rất là chu toàn. Còn cái vị sa di kế đó thì coi như là cứ nằm ngủ, không có lo phục vụ, hoặc là cũng không có lo tu tập. Ngay cả khi mà bị la rồi thì cũng không có biết sửa đổi, mà đến giờ ngày Cassapa cùng với cái vị sa di đầu thì đi vào làng khất thực, thì cái vị này cũng không chịu đi, cũng không chịu đi khất thực đó. Thành ra như vậy thì cũng không có gọi là thân cận được, không có gọi được thân cận. Mà nếu mà gọi mà đúng nghĩa mà thân cận là chúng ta thấy rằng là giống như mà cái vị trưởng lão Rất Tháp Ba Lá, cái vị mà theo xuất gia với ngài Xá Lợi Phất, rồi đi theo ngài Xá Lợi Phất để mà tu tập và được tán dương là một cái vị tu sĩ lớn tuổi, nhưng mà có những cái hạnh rất là đáng quý. Có nghĩa là cái vị này tu tập, cái vị Rất Tháp Ba La, quý vị thấy rằng khi mà vào tu tập rồi thì cái vị này rất là siêng năng, rất là tinh tấn để mà hành đạo, và có những hạnh là rất là cố gắng học và tu. Thì trong cái trường hợp đó thì mới gọi là cái người mà thân cận. Vậy thì tóm lại đó, được gọi là mình sống chung mà được gọi là thân cận là mình phải có cái hạnh, mình phải có cái hạnh, mà cái hạnh đó nó phải là chân chánh. Có nghĩa là mình lo hướng tâm đến cái sự tu tập, cái vị đó tu tập như thế nào thì chúng ta ráng chúng ta phải tu tập như vậy. Ví dụ như vị thấy rằng đối với các vị trưởng lão đó,
các vị hành thiền thì tâm của các vị có cái sự yên lặng, có cái sự vắng lặng. Nhưng mà chúng ta thì chưa đạt đến cái cấp độ đó, nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng. Chúng ta phải cố gắng. Quý vị biết ngày xưa đó, khi mà chúng tôi mới bước vào cái sự hành thiền đó, thật ra thì lúc đó ai dạy mình, không có ai dạy mình cái cách hành thiền như thế nào. Nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng. Chúng tôi nghĩ ở trong tâm rằng là coi như là cái bước đầu của mình sẽ thực hành về cái thờ pháp biểu, có nghĩa là cái giờ giấc. Cứ tới cái giờ đó là mình lên mình hành thiền. Mình tập cái giờ giấc, trước tiên là cái giờ giấc cho nó quen, cho nó quen. Rồi sau đó mình mới nghĩ đến cái chuyện mà coi như là mình ngồi để mà mình kiềm giữ cái quan nghi. Mình tập ngồi trước đi, mình tập ngồi trước đi. Rồi để sau này nếu mà mình có cái cơ hội đó mà mình gặp được thiền sư đó, thì coi như là mình đã có thờ pháp biểu rồi. Mình có cái trong cái quan nghi mà mình đã chịu khó mình ngồi được cả tiếng đồng hồ rồi. Đó, thành ra bây giờ mình chỉ học thêm cái phương pháp tu thôi. Đó, thì thật sự ra đó, cái gì mình cũng phải có cái sự cố gắng. Có cái sự cố gắng thì như vậy đó, thì mình mới gọi là cái người mà được thân cận. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là mình cũng phải là đi theo chánh pháp, đi theo chánh pháp. Chứ thật ra đó, quý vị biết rằng đối với những cái người mà ngoài Phật giáo nguyên thủy, những cái người Phật tử mà ngoài Phật giáo nguyên thủy thì người ta tu tập cũng có cái sự siêng năng lắm quý vị. Có nghĩa là quý vị biết rằng là người ta tụng kinh hành thiền niệm Phật đó, mà lục thờ, tứ thờ, lục thờ, rồi sau đó đó còn ra làm những cái công đức công quả, làm rất là nhiều. Nhưng mà người ta cứ nghĩ rằng những cái đó làm để Phật độ mình, Phật độ mình, hoặc là làm như vậy đó để mà mình được về cái cõi cực lạc. Thì do cái có những cái đạo người ta có cái tư tưởng là như vậy, nên chúng tôi cũng đề cập thêm mình thân cận mà mình thực hành theo, mà ở trong cái chánh pháp. Ở trong cái chánh pháp có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tâm tư mình hướng đến cái sự giải thoát. Mình thấy mình tu tập mà mình thấy sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Nếu mà mình cứ đi ở trong cái tư tưởng như vậy, nên mình cố gắng mình tu tập. Đó, thì bây giờ mình không biết cái cách tu làm sao, thì mình ở gần với bậc Sắc Bồ Đề Xá là một cái bậc chân nhân. Thì mình thấy cái bậc đó làm sao mình làm như vậy. Người ta hành thiền, người ta công quả, người ta quét dọn, vân vân. Thì mình cũng làm theo như vậy. Nhưng mà làm theo để chi? Để chấm dứt cái sự khổ ở trên cái cuộc đời này. Thì như vậy mới được. Chứ thường thường chúng ta thấy rằng nhiều khi mình cứ nghĩ là thôi, cái vị hòa thượng của mình hành thiền, mình cũng phải hành thiền. Cái vị đó người ta quét dọn những cái chỗ chứa nước đồ này kia mình cũng làm. Nhưng mà mình cũng làm, nhưng mà với một cái tư tưởng, với một cái sự tác ý, là mình phải tác ý rằng mình làm những cái điều này để mà kết cái duyên lành, để mà đạt đến cái sự giải thoát, chứ không phải là mình làm theo cái vị hòa thượng như vậy. Đó, thì một người mà có những cái tư tưởng như vậy đó thì chúng ta mới gọi là có cái sự thân cận. Đó, đây là những cái ý chúng tôi xin được trình bày qua cái câu hỏi số 2, câu thảo luận số 2 mà Thượng Tọa Pháp Đăng đã nêu lên. Bây giờ thì chúng tôi không có biết rằng là có vị nào ở trong đây nữa. Hình như là chỉ có Ngài Tề Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng và chúng tôi thôi. Thượng Tọa Nhật Đắng hình như là cũng chưa có trở lại máy được, phải không quý vị? Dạ, bây giờ chúng ta tiếp tục với câu số 4 hả? Dạ, câu số 4. Dạ, ở trong câu số 4 này thì con xin thỉnh sư phụ Tề Siêu. Không biết sư phụ
có nghe được âm thanh của con hay không. À, nếu mà sư phụ có đưa được nhà sư phụ có mặt ở trước máy thì con thỉnh dạ xà thủ lành thai, con đã thấy tín hiệu của sư phụ rồi. Ở trong cái câu thảo luận số 4 này hỏi điều thứ tư nên hiểu là vốn có phước báo tạo từ trước hay là tạo phước tích lũy cho mai hậu. Dạ, cái câu này cũng rất là sáng với đề tài, do đó con thỉnh sư phụ tiếp tục thảo luận dùng câu số 4 và con xin thành kính cũng thỉnh sư phụ. Anh là một cái thầy. Trong câu thảo luận số 4, thưa quý vị, thưa đây chúng ta nên hiểu trong ý nghĩa thứ hai, tức là mình tạo phước để dành sẵn hay là chúng ta tích lũy cho mai hậu. Mai hậu tức là sau này, bất cứ có thể sau này trong kiếp hiện tại hay là ở kiếp sau cũng được. Chứ nếu mà vốn có phước đã tạo từ trước đó thì cái chuyện đã rồi. Nhưng mà nói chung chung á, tức là cho dù ý nghĩa nào đi nữa thì chúng ta nên nhớ cái thiện nghiệp, cái phước báo mà chúng ta làm nó có ba cái lấy thời kỳ và trổ quả, gọi là kala vasena. Cái phước mà chúng ta đã làm được trong ngày hôm nay thì nổ trong 7 ngày nữa, nổ trong vòng 7 ngày bắt đầu kể từ hôm nay, trổ quả gọi là upapaccha vedi với kamma là hiện hiện vật, gọi là somebody đi thách thăm mắt, đi thách thăm mắt quên đi với con mắt, tức là hiện báo nghiệp. Rồi thứ hai đó, chúng ta gọi là không có bắt chắc quên đi với con mắt, tức là sanh báo nghiệp, tức là đời thứ hai sau khi chúng ta mình chung ở đây bắt đầu nó trổ quả. Và thứ ba gọi là para quê đinh đi chứ không á, là hậu báo nghiệp, tức là từ đời thứ ba trở đi. Thì cho dù ba cái thời kỳ hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp, hãy khi mà chúng ta làm phước để dành sẵn đó, chúng ta tạo phước trước, cái chỗ này có nghĩa là tạo phước trước để dành, thì trong khoảng thời gian nào mà phát sinh quả thì chúng ta sẽ hưởng được an lạc hạnh phúc phát sinh lúc đó.
Chứ còn nếu mà chúng ta không có tạo phước trước mà đợi đến khi hữu sự chúng ta mới tạo phước thì như vậy nó muộn. Chỉ có một vài cái trường hợp hy hữu lắm, như là công chúa Rohini là em của ngài Anuruddha, của tôn giả Anuruddha. Công chúa bị cái chứng bệnh ghẻ ngứa, toàn thân da của công chúa nó bị nổi mẩn, làm cho công chúa rất là đau khổ. Chúng ta gọi bệnh ngoài da. Thì khi đó ngài Sariputta Anuruddha mũi ra để mà dâng cúng đến Đức Phật và Tứ Phương Tăng, rồi nguyện nhờ cái phước đó để cho khi mà đã có phước rồi thì mới thiện bệnh được. Thì công chúa làm y lời như vậy, thì đến cái ngày lễ khánh thành, Đức Phật đến là tham dự cái cuộc lễ khánh thành và ngài chúc phúc báo cho. Thì do nhờ cái quy lực của Đức Phật, quy lực của tăng chúng, cộng thêm cái là cái phước nàng đã làm, nàng quan hỷ, cho nên cởi bỏ được cái tâm tư sầu muộn. Khi mà đã dứt trừ được cái tâm tư sầu muộn thì lúc bây giờ bệnh chứng bệnh ngoài da nó hết đi. Thì ở đây trong trường hợp này á, là khi mà đụng chuyện mới làm phước thì chỉ có gặp thời Đức Phật và chư vị A-la-hán còn tại thế thì mình làm phước thì mới có hiệu quả, mới hiện báo nghiệp được. Còn bây giờ trong cái thời kỳ sau này thì chúng ta làm phước hiện báo nghiệp ít lắm, ít khi có dịp nó hiện báo nghiệp, nó đều trở thành ở hô sức cấm là vô hiệu nghiệp hết. Do đó cho nên chúng ta cứ việc làm phước để dành, làm phước sẵn. Nó có một cái nữa là thưa quý vị, ở trong tiền kiếp á, mà chúng ta có tạo phước đi chăng nữa, mà ngay trong hiện tại nếu không có được bốn cái sampatti, không có được bốn cái điều kiện thích hợp thì nó sẽ không thành tựu được cái quả dị thục của cái việc thiện quá khứ. Đời quá khứ chúng ta có làm phước rồi, nhưng mà hiện tại nếu mà mình gặp với cái cảnh giới mình đã sanh xuống địa ngục hay làm ngạ quỷ thì cái phước đó, phước trong quá khứ nó không có cái cơ hội để trổ quả, bị ở khỏi địa ngục hay khỏi ngạ quỷ, khỏi khổ thì cái phước không có phát sanh được. Thế cho nên cái điều kiện mà giúp cho cái việc trong quá khứ trổ quả là gati sammati, tức là cái sanh thú thích hợp, như là ở cõi người, cõi trời. Thứ hai nữa là upati sammati, tức là phải có cái thân tướng thích hợp. Khi mà mình được sanh làm người, thân nhân loại thì cái phước nó phát sanh lên. Thí dụ cái phước làm vua, trong quá khứ mình tạo cái phước, cái phước đúng ra là vua, nhưng mà hiện tại làm cái thân nhân loại mà bị mù hay là bị câm hoặc là bị khuyết tật thì không có ai mà người ta đưa một cái người mù lên làm vua bao giờ, cho nên không có trổ quả được. Bởi vì upati là cái sanh y á, nó phải thích hợp để cho phước trổ quả. Cái thứ ba được gọi là bayogasamati, kalasamati,
Kalasamati, tức là cái thời kỳ thích hợp. Đợt trước mình có tạo phước, nhưng mà gặp nhà mình đang sống đó. Nếu mà có phước trổ quả mình giàu có nhiều thì bị ăn cướp, nó giết, hoặc là bị vua tham lam tước đoạt tài sản thì sao đây? Do đó cho nên gặp cái thời kỳ mà có minh quân và cái thời kỳ mà chúng sanh sống trong thiện pháp, chúng ta ở cái thời kỳ đó thì phước nó trổ quả. Phước trong quá khứ nó sẽ trổ quả, nó là cái môi trường tốt. Nhưng mà cái điều thứ tư đó, gọi là bác vô cách sau bác tiến, tức là cái sở hành thích hợp. Hiện tại mà chúng ta đang trú trong thiện pháp thì đó cũng là cái môi trường thích hợp để cho cái thiện nghiệp ở quá khứ nó trổ quả. Chứ chúng ta đừng có trông cậy nghĩ rằng cái phước trong quá khứ mình đã tạo rồi thì nó sẽ phát sanh đến hưởng không đâu quý vị. Nó còn bốn theo nó dựa theo bốn cái điều kiện đó nữa. Bởi thế khi mà chúng ta làm phước ngay trong hiện tại này, chúng ta cứ làm đừng có mong đợi nó trổ quả, mà chúng ta cứ làm như vậy để làm cái bái dương phát sanh bất thiết. Biết đâu nghiệp này chưa kịp trổ quả nhưng mà nó đã làm một cái môi trường thuận lợi cho cái nghiệp cũ ở quá khứ trổ quả thì cũng nên, cái đó cũng nên quý vị. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta làm phước để định sẵn, cái điều thứ tư đó, chúng ta nên hiểu là chúng ta tạo phước tích lũy cho mai sau. Mà cũng có nghĩa là một người có phước báo đã tạo từ trước, tạo ngày hôm qua hôm kia hồi năm rồi, chúng ta làm phước để dành sẵn hết đi, rồi sau đó có cơ hội nó sẽ trổ quả cho chúng ta. Đó là ý nghĩa mà chúng ta xin được trả lời cái câu thảo luận số 4. Và bây giờ tiếp theo cái câu thảo luận số 5 đó, thì xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Quan Hỷ trả lời dùm cho cái câu thảo luận số 5. Sau đó thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng nêu cái câu hỏi số 6 cho để Đức Pháp Tránh trả lời. Như vậy là chúng ta cũng vừa với thời gian. Bây giờ một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa đang có mặt trước máy không, xin tỉnh Thượng Tọa. Thượng Tọa có đang có mặt trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng không có mặt ở trước máy, xin hỏi để Đức Pháp Tính có mặt trước máy không? Ồ, tốt quá. Xin thỉnh để Đức Pháp Tính Quan Hỷ trả lời dùm cho câu thảo luận thứ 5. Rồi sau đó, Đại Đức sẽ hỏi cái câu hỏi số 6 cho Thượng Tọa Pháp Đăng. Xin thỉnh Đại Đức. Dạ, thêm một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu cùng chư tôn đức tăng, kính chào đại chúng trong dung. Tiếp tục thì là câu
Câu hỏi là số 5. Câu hỏi này hỏi rằng là bốn cái yếu tố mà mình được học ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, có phải là cái nhân tố để kết hợp cho sự thành công trong cuộc sống hay không? Kính thưa quý vị, phải nói rằng là bốn cái điều này chúng ta nhớ là bốn cái pháp mà gọi là bốn cái pháp mà tăng ích, ích ở đây có nghĩa là lợi ích đó. Thành ra đó, nếu mà nói một cách chân chánh đó, thì bốn cái pháp này mà mình kết hợp lại thì mình thấy rằng là ở trong đời sống, dù là đời sống tại gia hay là đời sống xuất gia, chúng ta có được bốn cái pháp này là coi như là chúng ta sẽ trở thành cái nhân vật số 1. Là nhân vật số 1 là tại sao? Tại vì bây giờ nói về cái trú xứ thì mình cũng có cái trú xứ thích đáng rồi. Như hồi nãy chuyện mà chúng ta được nghe ở trong bài giảng, chúng ta có được cái trú xứ thích hợp thì đối với những cái nghề nghiệp của cư sĩ, nghề nghiệp tại gia hoặc là đời sống tu tập đều được cái sự tiến hóa hết, chúng ta đều được cái sự tiến hóa hết, chỉ trừ khi nào mà chúng ta ở những cái trú xứ nó quá dở, cái trú xứ nó quá tệ như hồi nãy chỗ mà giết mổ luôn này kia đó, thì coi như là mình sẽ không có cái sự thành công đâu. Cái điều này á, chúng tôi thấy rằng đa phần ngày xưa đó, quý vị biết rằng đời sống của chúng tôi sanh ra ở giữa chợ, nhà ở giữa chợ, thì thấy hình như là ở trong một cái khu vực đó, hình như là cái số người mà thành công chắc là đếm ở trên đầu ngón tay. Có nghĩa là thành công ở đây có nghĩa là có được cái đời sống mà nó có chút đỉnh yên vui thôi, có chút đỉnh yên vui gì đó, chứ nó không có được nhiều, không có được nhiều đâu. Đó, thành ra quý vị thấy rằng là đối với cái trú xứ rất là quan trọng, rất là quan trọng. Rồi thân cận được bậc chân nhân, thân cận hay là gần gũi hay là sống chung. Bây giờ mình thấy ở trong lớp học hoặc là ở trong cái chỗ mình làm đi, mà mình có được gần được những cái người mà sống mà luôn luôn biết quán xét với cái tâm của những người xung quanh, thì chúng ta thấy rằng mình mà được như vậy thôi, mình đã cảm thấy nó rất là an vui rồi. Còn mà mình sống mỗi người một tâm, mỗi người một tâm trạng, hoặc là mỗi người một cái sở hành, thì coi như là nó sẽ làm cho mình bị đau khổ thôi. Đó, thành ra đó, ở đây chúng tôi nói rằng đừng có nói mà bậc chân nhân, mình sống phải nói rằng ở trong thời nay mà mình sống ở trong một cái cộng đồng, một cái chỗ nào đó mà những người mà người ta biết điều thôi. Người ta chỉ cần mà biết điều thôi, quý vị thấy rằng mình cũng là một cái điều mà rất là đáng mừng, rất là đáng mừng. Thành ra đó, nếu mà nói là sống mà gần gũi với bậc chân nhân thì là một cái điều sẽ đem lại cho chúng ta rất là có cái nhiều cái lợi ích. Rồi mình có cái hướng mình theo lẽ chánh, có nghĩa là mình có cái lập trường chân chánh. Rồi mình đã là cái người mà có làm phước để dành, làm phước để dành, có nghĩa là quý vị thấy rằng hôm nay mình làm phước là để dành cho ngày mai, ngày mai là bắt đầu là cái quá khứ của cái hôm nay là quá khứ của ngày mai rồi, có nghĩa là mình luôn luôn lúc nào mình cũng có cái phước để dành hết đó. Thì quý vị thấy rằng mình có cái đời sống như vậy đó, thì chắc chắn là sẽ thành công ở trong cuộc sống, chắc chắn. Mà chúng ta hành đúng cái pháp này chúng ta sẽ đem đến một cái sự thành công rất là cao. Thành ra do đó mà ở trong cái câu thảo luận này hỏi về
bốn cái yếu tố mà được nêu ở trong cái đề tài này có phải là những cái nhân tố để mà kết hợp cho cái sự thành công trong cuộc sống hay không? Thì chúng tôi nói rằng là hẳn là vậy, ắt hẳn là vậy. Nếu mà chúng ta có bốn cái điều này, bốn cái pháp này, như ở trong cái đề tài còn gọi là bốn cái pháp tăng ích, tăng ích có nghĩa là đem đến tăng trưởng cái lợi ích tiến hóa cho cái người mà có được bốn cái pháp này đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta có được bốn pháp này là chúng ta sẽ dẫn đến cái sự thành công trong cuộc sống rất là nhiều. Đó là những cái ý xin được trình bày qua cái câu thảo luận số 5 này. Bây giờ thì con không biết Thượng Tọa Pháp Đăng có trở lại trước máy chưa. Nếu Thượng Tọa có trở lại trước máy rồi, dạ, sa thú lành thai. Con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng hoan hỷ thảo luận dùng câu số 6. Người tu tập nên mong cầu những thuận duyên hay không? Dạ, con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Chắc có lẽ rằng Thượng Tọa trả lời xong là cũng hết thời gian, nên thỉnh Thượng Tọa lúc hết bài học và kết thúc chương trình. Dạ, con xin thỉnh Thượng Tọa. Alo, có gì nghe không? Dạ, cảm ơn quý vị. Khi nói đến câu thảo luận đúc kết, cái câu thảo luận cuối cùng thì cái câu thứ năm đó, bốn yếu tố được nêu trong cái bài học này để này có phải là những nhân tố để kết hợp cho sự thành công trong cuộc sống. Người tu tập có mong cầu sự thuận, mong cầu những thuận duyên. Thật sự đó thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta làm thiện, chúng ta đã mong cầu cho nó thuận duyên rồi. Ví dụ chúng ta khi chúng ta làm thiện, chúng ta nguyện cho mình gặp được Đức Phật, được tu trong giáo pháp của Ngài. Đó những cái ước nguyện để mình thuận duyên. Tại vì nếu mình muốn chứng đắc Niết Bàn, mình là bậc Thinh Văn Giác, thì mình phải gặp Đức Phật Chánh Đẳng Giác thôi. Chứ còn nếu mình đọc giác thì mình tự tu tự chứng thì cũng phải trải qua cái pháp ba la mật, tất nhiên là phải hành trì những thiện pháp tiếp tục. Còn nếu phải mong cầu cho mình gặp được được Đức Phật, gặp được các bậc thánh tăng, hoặc là gặp được chư tăng, hoặc là những người nam nữ cư sĩ biết đúng chánh pháp, thì đó là cái điều kiện. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng một cái người mà họ tránh xa được tội lỗi, ví dụ chúng ta thấy rằng Yu A Sư Lương đó, nhờ gặp được được các bậc thánh tăng là khi mà ông chinh phục Ấn Độ, lại giết rất là nhiều, khi mà gần sau này ông mới lấy năm giới của Đức Phật. Mà ông đã nói rằng nếu mà ông biết được chánh pháp sớm thì ông đã không làm một cái cuộc chiến, một cái cuộc diễn chinh mà đến nỗi mà cốt khô, có nghĩa là hài cốt chết mà chất đóng như vậy. Vì sau này ông biết được Phật pháp thì ông mới nghĩ rằng cuộc đời của mình thì cũng ăn ở ngủ nghỉ thì cũng nhiêu đó thôi, nhưng mà mình quá nhiều cái ác pháp đó, quá nhiều cái bất thiện pháp đó, thì nó cũng mang ra cái hậu quả đau khổ lâu dài cho mình, nhất là khi mình sát sanh giết quá nhiều người như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với những cái thuận duyên thì nó mang cho chúng ta đến sự giác ngộ giải thoát, còn nếu cái nghịch duyên nó sẽ gây rất nhiều trở ngại cái gì. Mà chúng ta thấy, ví dụ mình nói như Ngài Chu Lá Phanh Thất Cái vậy, gặp Đức Phật nhưng mà học hoài bốn câu kệ mà ba tháng hạ không thuộc. Thì chúng ta cũng thấy đó là cái nghịch duyên, mà cái thuận duyên là gặp được Đức Phật, nhưng mà cái nghịch duyên là cũng một cái trở ngại trong quá khứ. Mà bây giờ cái này học vị pháp sư rất là giỏi, người chê người ta buồn, người ta không có học pháp nữa. Thì do đó mà cũng bị mắc cái quả báo. Như vậy chúng ta thấy rằng thuận duyên là điều kiện, mình gọi là thuận duyên này có thể mình hiểu như là thuận thứ, thuận dòng vậy đó. Thuận thứ, thuận dòng để mình đắc chứng đạo quả. Bởi chúng ta thấy rằng cái tâm hộ kiếp vừa qua rung động dòng rồi, khai môn, ngũ song thức, tiếp thâu, thẩm tấn, đón định, rồi động lực, rồi cũng vậy. Nhưng mà chuẩn bị cận hành thuận thứ, kiện tập đạo quả cũng vậy. Thì thuận thứ đó là một cái gì đó, nó theo chiều, theo cái chiều để mình giác ngộ giải thoát. Cũng giống như mà chúng ta nghe Đức Phật thì nói rằng khúc gỗ mà trôi vào biển cả đó, nó không bị tấp vào bên này, nó không bị tấp vào bên kia, nó không bị người ta vớt lấy, không bị mắc cạn,
rồi không bị một trong ruột những cái nọ, thì cái khúc gỗ nó trôi ra biển cả. Thì chúng ta hiểu rằng khi mà khúc gỗ nó thuận dòng nó trôi ra biển cả, nhưng mà nếu nó không thuận dòng thì nó sẽ mắc bờ bên này, mắc bờ bên kia, nó bị nước xoáy. Chúng ta thấy nước xoáy nó là cái dòng xoáy, cái khúc gỗ nó cứ giữ khúc gỗ đó hoài, rồi nó khúc gỗ không có ra biển cả được. Thì chúng ta thấy rằng cái khúc gỗ không có ra biển cả được vì nó bị nước xoáy hoặc là bị tập bờ này tập bờ bên kia. Thì cái người tu mà khi mà họ bị trở ngại đó, họ sẽ lại như vậy. Còn khi mà họ không có trở ngại đó thì mình gọi là thuận dòng. Thuận dòng nên những cái thuận cảnh đó, nó cũng là cái điều kiện giống như thuận dòng vậy quý vị, là những cái điều thuận duyên vậy đó. Ví dụ mình thấy thuận duyên này, ví dụ thì mình ở chỗ đó đi, mình gặp được chư tăng, rồi mình gặp được Phật chư tăng, rồi gặp nghe Phật pháp. Chúng ta thấy như ông Cấp Bồ Đọc vậy đó, ông tới thăm cái người anh của mình, anh em mặt trẻ, rồi nghe nói Đức Phật thì ông rất là hoan hỷ, vì trong quá khứ ông đã từng nguyện ước gặp Đức Phật rồi. Thay vì ngày mai ông sẽ gặp được diện kiến Đức Phật, mà tối hôm đó ông không có ngủ được, ông bỏ nhà, rời nhà đi kiếm Đức Phật. Đức Phật ngày cũng ở bìa rừng chờ ông Cấp Cô Độc, và ông đã đi qua những cái bãi tha ma mộ địa, nhưng mà rồi cuối cùng ông cũng gặp Đức Phật, ông đắc đạo quả trước trước cái ngày hôm sau. Thay vì ngày hôm sau ông mới diện kiến Đức Phật, nhưng mà vì đêm hôm đó ông, cái lòng của ông, cái tâm của ông nó thôi thúc ông, khiến cho ông đi như vậy, giữa đêm khuya như vậy. Như vậy thì chúng ta biết rằng những cái chúng sanh mà họ thuận duyên đó, mà thuận duyên có nghĩa là những cái gì mà họ muốn nó được y như vậy đó, chúng ta gọi là mãn nguyện. Thì chỉ có thuận duyên mới mãn nguyện thôi. Nhưng mà nếu nghịch duyên nó sẽ gây trở ngại hoài như vậy. Nó cứ trắc trở hoài. Thì nó sẽ làm cho mình rất là khó để mà mình mãn nguyện. Vì cái nghịch cảnh nó làm cho mình không có mãn nguyện này như vậy. Thì cũng như vậy, ví dụ chúng ta thấy rằng bốn cái pháp này nó cũng là bốn cái pháp để trở thành vị thánh tu đồ quần, có gì. Bởi mình ở trú xứ thích hợp, rồi thân cận bậc hiền nhân nghe diệu pháp và tạo phước để dành, nó cũng là những cái pháp mà để cho mình đắc chứng đạo quả. Bởi chúng ta thấy ông Cấp Cô Độc hay là mà ông Thiện Nam Visakha đó, ông ở gần chùa đó, ông vô nghe pháp, rồi ông nghe pháp riết từ đạo tu đồ quần tới đạo quả A-na-hàm, ông đắc đấy A-na-hàm. Ông cứ hễ tới giờ đi nghe pháp là ông đi nghe pháp thôi, và ông đắc từ tu đồ quần, ông đắc tới A-na-hàm. Rồi cuối cùng thì cái người vợ của mình là Thamma Dinna đó, ở nhà chờ chồng, cứ mỗi bữa nào cũng ăn cơm chung với chồng đó. Thì bữa đó chồng về nhưng mà chồng không có giơ tay, không giơ tay thì bà nghĩ rằng chút ngồi ăn chung thì chồng sẽ ăn chung. Lên cầu thang không có nắm tay như là những ngày thường. Rồi cuối cùng bà nghĩ ăn chung thì chồng sẽ ăn chung, nhưng mà chồng không ăn chung. Rồi bà nghĩ đến lúc ngủ thì sẽ ngủ chung, nhưng mà chồng không ngủ chung. Thì bà mới hỏi ra những chuyện đó, thì ông chồng, ông Thiện Nam Visakha ông đó, là nói với bà xã của mình là ông đã chứng đắc đạo quả rồi. Chứng đắc đạo quả A-na-hàm là diệt được dục ái. Có nghĩa là ông không, trong tâm ông không còn dục ái và sân nữa. Thì cuối cùng thì ông muốn giao lại cái tài sản cho bà vợ Thamma Dinna, nhưng mà bà thì muốn đi xuất gia, và cuối cùng bà đắc quả A-la-hán. Sau khi bà quay trở lại thì ông chồng hỏi bà, thì bà đã trả lời trong cái bài kinh Phương Quảng, hỏi về những cái cảm thọ, hỏi về nhập thiền quả, rồi nhập thiền diệt, ông bà trả lời thông suốt hết. Rồi cuối cùng thì ông Thiện Nam Visakha đi tới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng con gái Như Lai trả lời như thế nào thì Như Lai cũng trả lời vậy thôi. Thì Đức Phật được xác định là Thì Cô Ni Thamma Dinna đã trở thành vị A-la-hán rồi. Thì ông Thiện Nam Visakha đó cũng rất là hoan hỷ vì biết vợ mình đã đắc quả A-la-hán. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng một cái người mà họ ở cái trú xứ thích hợp đó, ví dụ như chồng đắc đạo quả được đạo quả, mà vợ muốn đắc đạo quả thì cũng vô chùa nghe Đức Phật, người xuất gia thì Cô Ni đi tu, chưa thì Cô Ni cũng đắc quả A-la-hán. Thì chúng ta thấy là rõ ràng như vậy thì là thuận duyên, chồng đi tu là vợ cũng đi tu, nhưng mà có nhiều khi chúng ta thấy chồng tu mà vợ không tu, hoặc vợ tu mà chồng không tu, nó cũng gây trở ngại cho nhau. Nếu mà hai vợ chồng mà tu hết như vậy chúng ta gọi là thuận duyên. Nên thường thường quý vị thấy ở nhà mà Đức Phật nhà thường nói đó, cái người không đồng tôn giáo, ví dụ cha mẹ đạo Phật mà con đạo Chúa đó, nó cũng làm cho gia đình không có hạnh phúc. Tại vì khi mà có một chuyện hữu sự gì đó thì con thì muốn rước thầy, con trai thì muốn rước cha về rửa tội, thành ra cái người sống họ cũng không có họ sống
cái người sống là họ đã thấy khó chịu rồi, chứ đừng nói cái người chết mà nếu mà họ biết được họ còn khó chịu hơn nữa. Nên chính vì như vậy nên chúng ta thấy rằng một gia đình đó, giữ gìn cái truyền thống gia đình đó, ví dụ gia đình Phật giáo mình giữ truyền thống Phật giáo cũng là có hiếu với cha mẹ. Còn khi mà mình phá bỏ cái truyền thống gia đình đó, mình cũng làm cho cha mẹ mình đau khổ. Bởi nhiều khi chúng ta thấy rằng những cái gia đình mà sột sạt với nhau đó, có nhiều khi con đạo Chúa, rồi đứa con đạo Phật, đứa con đạo Cao Đài, thành nó sồn sảo với nhau trên tinh thần tín ngưỡng và không có thể nào tu được. Trong gia đình nó cứ xào xáo những cái chuyện thiện sự công đức, nó cũng trở ngại, người thì bắt làm vậy, người bắt làm như kia, thành nó bởi vì nó cũng không có thể nào mà yên ổn được hết. Nên khi mà chúng ta gọi là thuận dòng, nên thường thường Đức Phật ngày ưa nói chồng chư thiên, vợ chư thiên, rồi chồng nhân loại, vợ chư thiên, vợ chư thiên, chồng nhân loại, hoặc là vợ trộm cướp, chồng chư thiên, chồng chư thiên, vợ ngã quỷ, hoặc là vợ chư thiên, chồng ngã quỷ, hoặc là đạo tặc đó. Thì Đức Phật nói rằng tại sao cái người phụ nữ đó có chồng mà chồng ăn chơi trác táng, lấy phá của vợ, thì Đức Phật nói, chồng trộm cắp gì, ăn chơi hưởng thụ lấy tiền của vợ, thì chồng như đạo tặc là lấy cấp đó, chồng như là sát thủ, cứ đánh đập hành hạ vợ, hoặc là chồng như là nhân loại chỉ biết những cái đức tánh thường nhân thôi. Còn chồng như chư thiên là lúc nào vợ chồng cũng có cái tư tưởng cao quý, có những cái giới hạnh, hoặc là có những cái thiện pháp cùng làm để cùng giác ngộ. Thì như vậy Đức Phật gọi là chồng nhân loại, chồng chư thiên, lấy vợ chư thiên là như vậy. Mình gọi là thuận dòng đó, thì cái gì nó cũng giống như nhau. Còn nghịch dòng là cái này cái kia, nó xen, đang xen lẫn nhau. Thì ở trong cái câu thảo luận người tu tập có nên mong cầu những cái thuận duyên không đó, thì xin thưa quý vị là nếu mà không thuận duyên thì mình bị trở ngại thì rất là khó đắc. Mình phải thuận duyên mới đắc. Cũng như là tâm mà thuận thứ cận hành, thuận thứ chuyển tộc đạo quả vậy đó. Nếu mà thuận thứ không sanh lên thì chuyển tộc không sanh lên, chuyển tộc không sanh lên thì đạo không sanh lên, đạo không sanh lên thì quả không sanh lên. Nên nó gọi là thuận theo một cái dòng như vậy đó, thì chúng ta gọi là thuận dòng. Còn nghịch dòng, ví dụ như nay nắng mai mưa, nay nắng mai mưa, hoặc nay dày mai khác, thì nó cũng trở ngại, rất là trở ngại. Thành ra cái bài học hôm nay chúng ta xin đúc kết lại là chúng ta nên tạo những cái thiện nghiệp để chúng ta có thuận duyên để giác ngộ giải thoát. Và có nữa là cũng thuận duyên, không có tái sanh vào khổ cảnh, mình sanh làm trời làm người, chứ còn mình sanh làm súc sanh ngã quỷ địa ngục đó, mình cũng rất là khổ. Và những cái ác nghiệp nó cũng dây dưa, nó cũng làm cho mình phải điêu đứng, cũng phải sầu não với nó. Nên cái bài học hôm nay nói về bốn cái pháp này đó, là bốn cái pháp cũng để đắc đạo quả được quý vị. Khi mà mình ở một cái trú xứ thích hợp, rồi thân cận bậc thiện nhân với Đức Phật, nghe diệu pháp, rồi tạo của để lập phước để dành. Ví dụ chúng ta thấy như câu chuyện hai vợ chồng có 800 triệu đồng tiền vàng, nhưng mà Đức Phật nói rằng nếu hai vợ chồng đó mà bố thí cúng dường, làm thiện sự công đức, thì người chồng đắc quả A-la-hán, người vợ đắc quả A-na-hàm, giàu nhất kinh thành này. Nhưng mà nếu mà hai vợ chồng đó mà phá hết một phần tài sản, còn phần tài sản mà vợ chồng làm phước bí cúng dường xây dựng chùa chiền đó, thì người chồng đắc quả A-na-hàm, người vợ đắc quả Tư-đà-hàm, giàu để nhị kinh thành sáu thi này. Nhưng mà nếu có tài sản đó mà dơ đi hai phần, còn một phần là hai vợ chồng mà hướng thiện đó, mà vợ chồng vừa tu vừa làm phước này kia nọ, thì chồng đắc quả tu đồ quần, vợ đắc Tư Đà Hàm, vợ đắc quả tu đồ quần, cũng vào để tam thành kinh thành sáu thi này. Nhưng mà vì hai vợ chồng đã phá hết cái của đó rồi, nên sau khi chết thì sanh vào khổ cảnh, chứ không có được sanh làm người, làm chư thiên gì hết, không có được làm đệ nhất bá hộ, đệ nhị bá hộ, đệ tam bá hộ gì. Rõ ràng thì chúng ta thấy rằng hai vợ chồng đó có đủ khả năng để đắc đạo quả, vì Đức Phật nói như vậy. Nếu mà hai vợ chồng đó mà có thuận duyên, nó là đắc đạo quả rồi, đã trở thành đệ nhất trưởng giả, đệ nhị trưởng giả, đệ tam trưởng giả, được Đức Phật ngày tán thán giữa hội chúng rồi. Nhưng mà vì không có thuận duyên, có của cải tài sản, nhưng mà những cái người đã ăn chơi trác táng, rồi đàn ca múa hát, rượu chè say sưa, rồi tâm tư cuồng loạn như vậy, nên không có thể nào mà giải thoát được. Thì chính là sự trở ngại của hai vợ chồng trẻ này mà Đức Phật ngày đã nói lên. Thì bây giờ thì đã quá 2 phút rồi quý vị, xin mời tri chúng lên tri ân chư tôn đức tăng, và chúng ta sẽ hoàn mãn buổi học hôm nay với bài trình bày. Sa thu sa thu lành thay. Dạ, chúng con thỉnh thành kính tri ân. Dạ. Dạ. Con từ mẫn.